Đây là mô hình sản xuất luân canh tôm lúa theo hướng hữu cơ tại xã Gia Hòa, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, trên diện tích 5 hectare. Với điều kiện thiên nhiên đặc thù, 6 tháng nước ngọt, 6 tháng nước lợ, mô hình luân canh như thế này đang phát huy hiệu quả tốt và được người dân đánh giá cao. Riêng đối với lúa, người dân tham gia mô hình này có thể thu về lợi nhuận 25 triệu đồng một hectare. Khi mà chúng ta kết hợp một vụ tôm, một vụ lúa thì tôi thấy là nó quá tuyệt vời. So với cộng lại nữa là chúng ta từng bước chúng ta sử dụng cái phân bón hữu cơ thì nó sẽ làm cho đất mình nó không bị ô nhiễm và nó không bị nhiễm quá chất. Là nó có lợi thế là sau khi chúng ta thu hoạch lúa xong thì chúng ta sẽ bắt đầu cái vụ tôm thì trên cái ruộng lúa chúng ta là cái ruộng chúng ta không bị cái tàn dư của cái hóa chất độc hại của thuốc hóa học. Hiện người dân tham gia mô hình tôm lúa được tập đoàn Quế Lâm hỗ trợ từ đầu vào cho đến đầu ra. Nhờ vậy mà nhiều bà con trong vùng đã có nguyện vọng được tham gia. Và dự kiến năm 2023 tới đây, diện tích này sẽ phát triển lên 20 hectare. Về phân bón các giống thì công ty sẽ bao tiêu toàn bộ, sẽ đem bao tiêu toàn bộ từ đầu vào đến đầu ra. Khi mà có sản phẩm, thương sản phẩm thì anh em sẽ thu mua cho bà con, giá sẽ cao hơn giá thị trường từ 10 đến 15%. Nếu thu mua trong một cái vụ lúa tôm thì của Gia Hòa thì không thì tụi em sẽ mua khoảng tầm 4 tấn lúa. Trong khoảng 20 năm qua, huyện Mỹ Xuyên xác định mô hình luân canh tôm lúa là mô hình canh tác bền vững, góp phần cải tạo môi trường, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hay phân bón hóa học. Từ đó xây dựng những vùng sản xuất lúa chất lượng cao, thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong cái bối cảnh khó khăn để thích nghi với biến đổi khí hậu thì bà con cũng dần dần cũng chuyển đổi cũng như là cái việc mà sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu. Thì trong đó cái việc mà tập huấn cũng như là ứng dụng các tiến bộ khoa học của ngành chuyên môn truyền đạt thì bà con có cái nhận thức để làm sao mà sản xuất theo cái tiêu chuẩn hữu cơ cũng như là các cái tiêu chuẩn chứng nhận khác mà thích ứng với biến đổi khí hậu để làm sao thì mang lại cái hiệu quả kinh tế cao. Trên địa bàn huyện Mỹ Xuyên, hiện diện tích xuống giống sản xuất theo hướng hữu cơ đạt khoảng 8.000 hectare, tập trung tại 6 xã Ngọc Tố, Ngọc Đông, Hòa Tú 1, Hòa Tú 2, Gia Hòa 1, Gia Hòa 2. Theo nhận định của cơ quan chuyên môn, việc sản xuất luân canh tôm lúa theo hướng hữu cơ đã và đang đạt được hiệu quả hết sức tích cực, được bà con đánh giá cao. Từ đó mở ra một mô hình canh tác bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.